chương 51. Kéo dài. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tại dĩ vãng, chỉ cần quan hệ của Trần Hương Hương cùng Trần Thanh Đế có chút xu thế cải thiện, đều lọt vào Trần Phong Nhiên âm thầm phá hư. Muốn phá hư, kỳ thật rất đơn giản, đó chính là hãm hại Trần Thanh Đế. Giống như là hiện tại, bởi vì thời điểm đua xe, Trần Hương Hương là vì tỉnh nhu lo lắng không thôi, Trần Phong Nhiên cũng biết cùng Trần Thanh Đế không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng mà, Trần Phong Nhiên lại không muốn mạo hiểm. Cũng chính bởi vì như thế, Trần Phong Nhiên mới có thể hạ độc Tiểu Hắc, dùng Tiểu Hắc chết để hãm hại Trần Thanh Đế, do đó lần nữa cường hóa oán hận giữa Trần Hương Hương cùng Trần Thanh Đế. Hừ, xem ra là Trần Phong Nhiên ở trước mặt Hương Hương nói cái gì rồi, bất quá. Trần Thanh Đế ở trong phòng, trong nội tâm cười lạnh không thôi. Trần Phong Nhiên, lần này ngươi đã thất bại. Nghĩ vậy, Trần Thanh Đế từ trên giường đi xuống, mở cửa phòng ra. Tiểu Hắc, cửa phòng vừa bị mở ra, Trần Hương Hương vọt lên tiếng đến, nhìn cũng không nhìn Trần Thanh Đế, thẳng đến Tiểu Hắc trên giường mà đến. Tiểu Hắc, ngươi làm sao vậy? Không nên làm ta sợ a. À? Nhìn xem Tiểu Hắc nằm lì ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, Trần Hương Hương ngăn không được nước mắt chảy xuống. Tiểu Hắc, ngươi không thể chết được, ngàn vạn lần đừng chết a, à? ngươi là ngươi hại chết tiểu hắc, hại chết tiểu hắc. Trần Hương Hương chỉ vào Trần Thanh Đế, một bên khóc, một bên quát. Ngươi tại sao phải làm như vậy, vì cái gì? Tiểu Mùi, đại ca như thế nào sẽ hại chết tiểu hắc chứ? Nhiều bác sĩ thú y đều nói tiểu hắc phải chết, tiểu hắc đã cứu không sống nữa rồi. Trần Phong Nhiên tiến lên một bước, mở miệng nói ra. Tiểu hắc chết rồi, cùng đại ca không có bất kỳ quan hệ gì. Chính là hắn hại chết tiểu hắc, chính là hắn, là hắn. Trần Hương Hương như nổi điên, quát. Hắn đã sớm xem tiểu hắc không vừa mắt, muốn giết tiểu hắc. Trước kia còn nói qua, muốn đem tiểu hắc hầm cách thủy, nhất định là hắn hại chết tiểu hắc. Tiểu mùi, người đây là đối với đại ca có thành kiến. Trần Phong Nhiên cực lực giữ gìn Trần Thanh Đế, giải thích thay Trần Thanh Đế, chỉ là trong lòng cười lạnh không thôi. Biết rõ tiểu hắc đối với tiểu mùi trọng yếu như vậy, lại không nghĩ rằng trọng yếu như thế như thế rất tốt oán hận giữa bọn hắn càng sâu đối với ta càng có lợi tiểu mùi ngươi trước yên tĩnh một chút trần thanh đế vẻ mặt cười khổ trong lòng hô oan uổng a à, ai nói tiểu Hắc đã chết nó như vậy mà chết sao chỉ là ngủ mà thôi không nhìn rõ ràng đã bảo nổi mẹ nó đây là sự tình gì chứ trần đại thiếu mời ngươi nói chuyện chú ý một chút ta không phải tiểu mùi của ngươi Ta cũng không có đại ca như ngươi." Trần Hương Hương vô cùng thương tâm, chỉ vào Trần Thanh Đế quát: "Là ngươi hại chết Tiểu Hắc, ta hận chết ngươi." "Tốt, không quản ngươi có nhận ta làm đại ca hay không, nhưng mà, ta không có hại chết Tiểu Hắc, Tiểu Hắc cũng không có chết." Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, nói ra: "Chỉ là trước kia Tiểu Hắc bị bệnh quá nặng, tuy ta đã chữa tốt rồi, nhưng Tiểu Hắc quá mệt mỏi, hiện tại ngủ say mà thôi." "Là ngủ say?" không phải chết. Trần Thanh Đế nói. Ngủ say. Trần Hương Hương vốn là sững sờ, liền vội cúi đầu nhìn Tiểu Hắc trong ngực, quả nhiên, Tiểu Hắc chưa chết, chỉ là ngủ say. Thật sự là ngủ say, Tiểu Hắc không có chết, thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Trần Hương Hương nhìn thấy Tiểu Hắc không có việc gì, vệt nước mắt trên mặt còn chưa khô, vui vẻ cười. Tiểu Hắc không chết, thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Không chết cái này. Điều này sao có thể? Trần Phong Nhiên ở một bên khẽ châu mày, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu Hắc là trúng độc, đã không có thuốc nào cứu chữa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như thế nào sẽ không có việc gì. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ đại ca này của ta chỉ là nhìn một vài sách trung y, y thuật liền lợi hại như vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn là phế vật, làm sao có thể có y thuật lợi hại như vậy? trần phong nhiên trực tiếp phủ nhận hắn cũng không tin trần thanh đế có thể có bổn sự như vậy vậy tại sao tiểu hắc không chết đối với cái này trần phong nhiên rất là khó hiểu cái kia lúc nào tiểu hắc sẽ tỉnh lại trần hương hương biết mình oan uổng trần thanh đế rất xấu hổ hỏi tiếp qua chừng một giờ tiểu hắc sẽ tỉnh lại trần thanh đế nghĩ nghĩ nói ra tuy bệnh của tiểu hắc đã tốt không sai biệt lắm bất quá còn không có triệt để trừ tận gốc, cho nên bắt đầu từ ngày mai, ta mỗi ngày sẽ trị liệu cho tiểu hắc một lần, đại khái cần một tuần thời gian, tiểu hắc có thể triệt để khỏi hẳn. độc tố trong cơ thể tiểu hắc không chỉ có bị trần thành để bước đi ra, cả người cũng dùng qua linh khí chải vuốt, khỏe mạnh không thể khỏe mạnh lại rồi. về phần mỗi ngày trị liệu một lần, đây chỉ là phương pháp trần thành để thông qua tiểu hắc để gần gũi trần hương hương mà thôi. trần phong nhiên hạ độc tiểu hắc là lợi dụng Trần Hương Hương coi trọng Tiểu Hắc, hãm hại Trần Thanh Đế. Đồng dạng, Trần Thanh Đế cũng là lợi dụng điểm này, chậm rãi giải trừ hiểu lầm. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 52 Trùng hợp Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Muốn giải trừ hiểu lầm trước kia, phải có trao đổi mới được. Cái kia. Vậy được rồi. Trần Hương Hương có chút không quá yên tâm, lại mở miệng nói: "Ngươi về sau không cho phép tổn thương Tiểu Hắc, càng đừng đem Tiểu Hắc hầm cách thủy, hơn nữa mỗi lần trị liệu, ta phải có mặt. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta những điều này, ta cho ngươi tiếp tục trị liệu Tiểu Hắc." "Tốt, cứ dựa theo ngươi nói là được." Trần Thanh Đế không hề nghĩ ngợi quyết đoán đáp ứng. "Vậy được rồi, ngày mai ta lại mang Tiểu Hắc tới cho ngươi trị liệu." Nói xong, Trần Hương Hương ông Tiểu Hắc đang ngủ say, cao hứng rời khỏi phòng Trần Thanh Đế. Đại ca, ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng trở về phòng. Trần Phong Nhiên mỉm cười, quay người ly khai, bất quá, trước khi rời đi, Trần Phong Nhiên liếc nhìn Trần Thanh Đế thật sâu. Tiểu Hắc lại bị Trần Thanh Đế trị liệu tốt, thật là quái sự. Trần Phong Nhiên trở lại trong phòng, mày nhíu lại thành một đoàn. Ta muốn lợi dụng Tiểu Hắc hãm hại Trần Thanh Đế, hiện tại tốt rồi, Ngược lại trợ giúp Trần Thanh Đế để cho Trần Thanh Đế vì tiếp tục trị liệu Tiểu Hắc, mỗi ngày gặp mặt cùng tiểu muội, thật sự là thất sách. Ân. Đợi một chút. Trần Thanh Đế lợi dụng lý do trị liệu cho Tiểu Hắc, mỗi ngày gặp mặt tiểu muội. Trần Phong nhiên chấn động toàn thân, mồ hôi lạnh xoát xoát chảy xuống. Đây là trùng hợp hay là Trần Thanh Đế cố ý như thế? Hẳn là trùng hợp, Trần Thanh Đế hắn còn không có đầu óc kia trần phong nhiên dùng sức lắc đầu trên mặt tràn đầy xem thường nếu như hắn có tâm cơ này những năm này làm sao có thể bị ta đùa xoay quanh nhất định là trùng hợp coi như là trùng hợp cũng quyết không thể để cho quan hệ bọn hắn cải thiện phải nghĩ cách phá hư nếu như hai người bọn họ liên hợp cùng một chỗ đến lúc đó người chết chính là ta rồi nghĩ vậy trong hai tròng mắt của trần phong nhiên hiện lên một đạo hàng mang nhất định phải nghĩ cách làm tiểu mùi cừu hận Trần Thanh Đế mới được. Vô luận sự tình gì, chỉ sợ ngươi không nói, không giải thích, hơn nữa có người âm thầm châm ngòi, hãm hại, nếu không hiểu lầm kia tự nhiên sẽ được hóa giải. Trần Hương Hương cùng Trần Thanh Đế cũng là bởi vì không có hảo hảo nói chuyện với nhau, câu thông nhau, cho nên cuối cùng, thế như thủy hỏa, oán hận chất chứa quá sâu. Phải biết rằng, mỗi lần Trần Hương Hương nhìn thấy Trần Thanh Đế, cái kia giống như nhìn thấy cừu nhân vốn Trần Đại Thiếu cũng chẳng muốn giải thích, đồng dạng hắn cũng biết, giải thích cũng sẽ không có người tin tưởng. Dù sao, mình là dạng người gì, chính mình rõ ràng nhất, mà hắn cũng không quan tâm người khác nhìn ra sao. Bất quá, Trần Thanh Đế hôm nay sẽ không ngồi chờ chết, chịu tiếng xấu thay cho người khác. Chưa làm qua là chưa làm qua, ai cũng đừng nghĩ hãm hại hắn. Chỉ là lúc trước một mực tìm không thấy cơ hội trao đổi, hiện tại có tiểu hắc làm cầu nối, cơ hội để Trần Thanh Đế câu thông cùng Trần Hương Hương đã có, mà Trần Thanh Đế câu thông trao đổi cùng Trần Hương Hương, đây tuyệt đối là Trần Phong Nhiên không nguyện ý chứng kiến nhất. Dù sao quan hệ của Trần Thanh Đế cùng Trần Hương Hương đến tình trạng này, ngoài trừ bản thân Trần Đại Thiếu có quan hệ nhất định ra, công thần lớn nhất chính là Trần Phong Nhiên. Lúc này Tiểu Hắc trúng độc, dùng tính cẩn thận của Trần Phong Nhiên, dùng độc dược có lẽ khắp nơi đều có bán. Muốn từ độc dược chứng minh hạ độc tiểu hắc là Trần Phong Nhiên, tính khả năng không lớn. Trần Thanh Đế âm thầm nhẹ gật đầu. Bởi vậy, không cần phải ở ngay lúc này để tránh đánh rắn động cỏ. Lần này Trần Phong Nhiên không làm gì được cũng không có gì, không nóng nảy. Lông mày Trần Thanh Đế nhíu lại, trên mặt lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt. Bước đầu tiên của ta đã thành công, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Phong Nhiên tất sẽ cản trở, tiếp tục hãm hại ta chỉ cần hắn ra tay, ta sẽ có cơ hội. Trần Phong Nhiên, ngươi ra chiêu đi, số lần ngươi ra tay càng nhiều, cơ hội để cho ta bắt được tận tay lại càng lớn. Vẽ mặt Trần Thanh Đế chờ mong. Trần Phong Nhiên, kế tiếp ngươi định hãm hại ta như thế nào? Ta thật sự rất chờ mong. Trần Thanh Đế đương nhiên không sợ Trần Phong Nhiên ra tay hãm hại hắn, sợ là sợ Trần Phong Nhiên không động thủ. Chỉ có động thủ mới có thể phát hiện sơ hở, bắt lấy tận tay nghĩ vậy trần thanh đế không tiếp tục nghĩ chỉ là hít sâu một hơi một lần nữa ngồi ở trên giường hai tay nâng càng không đỉnh lên cẩn thận quan sát ngoài bộ càng không đỉnh không có bất kỳ tổn hại nhưng khí tức lại trở nên yếu ớt hẳn là bên trong xuất hiện vấn đề bất quá hiện tại tu vi ta quá yếu căn bản là nhìn không ra vấn đề nên giải quyết như thế nào đây trần thanh đế lắc đầu thầm nghĩ được rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì, trước nhận chủ nói sau, cũng không biết, còn có thể nhận chủ thành công hay không. Trần Thanh Đế cắn nát đầu ngón tay của mình, thúc giục linh khí trong cơ thể, bước ra hai giọt tinh huyết, nhỏ ở trên càng không đỉnh. Nhận chủ, không chỉ là nhỏ máu đơn giản như vậy, phải dùng linh khí bức ra tinh huyết mới được. Nếu như hiện tại Trần Thanh Đế không có tu vi gì, chính là một người bình thường, căn bản là không cách nào nhận chủ. Khá tốt, có thể nhận chủ. Nhìn hai giọt tinh huyết, thời gian dần qua bị càng không đỉnh hấp thu, Trần Thanh Đế thở dài một hơi. Nếu là vì nguyên nhân tổn hại, ảnh hưởng nhận chủ, vậy cũng phiền toái. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 53 Dị biến Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Càng không đỉnh là thần khí, không nhận chủ, đó là không thể sử dụng theo ti tinh huyết cuối cùng bị càng không đỉnh hấp thu toàn thân trần thanh đế đột nhiên chấn động trong đầu của hắn xuất hiện một tia cảm ứng tới càng không đỉnh nhận chủ thành công tạm thời giải quyết chuyện của càng không đỉnh trần thanh đế lại bắt đầu mở ra bốn cái rương lớn mà viên đại thiếu đưa tới ở bên trong bốn cái rương tất cả đều là ngọc thạch đồ cổ hơn nữa tuyệt đối không có một kiện là hàng giả bất quá trần thanh đế ở trong những ngọc thạch đồ cổ này cũng không có tìm được một khối ẩn chứa linh khí. Kết quả như vậy, không khỏi làm cho Trần Thanh Đế thất vọng. Đồng dạng cũng làm cho Trần Thanh Đế biết rõ, Ngọc Thạch ẩn chứa linh khí là phi thường hy hữu, có thể đạt được hay không, tất cả đều phải dựa vào vận khí mới được. Ngày hôm sau, vừa ăn xong bữa sáng không bao lâu, Trần Hương Hương không thể chờ đợi được ông lấy Tiểu Hắc chạy vào phòng của Trần Thanh Đế. Hiện tại Tiểu Hắc không có khỏi hẳn, Trần Hương Hương ở đâu yên tâm a? À? ở dĩ vãng, tiểu hắc nhìn thấy Trần Thanh Đế, đây tuyệt đối là nhe răng há miệng, điên cuồng sổ bậy, hận không thể nhào tới cắn Trần Thanh Đế. Còn lần này lại có điểm khác thường, tiểu hắc nhìn thấy Trần Thanh Đế lại rất yên tĩnh, không nhe răng cũng không sủa. Không chỉ có như thế, bộ dáng tiểu hắc còn muốn tiến lên nịnh nọt Trần Thanh Đế, rồi lại không dám. Tiểu mùi, ngươi ngồi xuống, không được nói, ta sẽ tiếp tục trị liệu thay tiểu hắc. Nói xong, Trần Thanh để lấy ra một bao ngân châm, bắt đầu châm cứu cho Tiểu Hắc. Toàn bộ quá trình, Tiểu Hắc đều rất thành thật, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Mà Trần Hương Hương lại vô cùng khẩn trương, mấy lần muốn ngăn cản, cuối cùng vẫn là nhìn được. Dù sao, lúc trước Tiểu Hắc hấp hối là Trần Thanh để cứu sống. Điều này cũng đã chứng minh, Trần Thanh để châm cứu là hữu dụng, sẽ không thương hại đến Tiểu Hắc. Từ phản ứng của Tiểu Hắc đến xem, đích thật là như thế chăm cứu cho tiểu hắc, đây chỉ là trần thanh đế dùng để che giấu, để cho trần hương hương chứng kiến, hắn là trị liệu cho tiểu hắc như thế nào. Bất quá, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, trần thanh đế vẫn là âm thầm rót linh khí vào trong cơ thể tiểu hắc. Nhưng mà, linh khí vừa rót vào, trần thanh đế phát hiện, tiểu hắc vậy mà đã xảy ra dị biến. Đây là có chuyện gì? Tiểu hắc như thế nào biến thành như vậy? Trần Thanh Đế khẽ chau mày, thầm nghĩ trong lòng tiểu hắc chỉ là chó đất, nhưng hiện tại tiểu hắc hiển nhiên không chỉ là chó đất đơn giản như vậy, hình như là gen đã xảy ra dị biến, có điểm giống. Có chút như linh thú. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước ta chải vuốt thân thể cho tiểu hắc, cho nên mới làm cho tiểu hắc xảy ra dị biến nhỏ. Trong lòng Trần Thanh Đế rung động. Nếu như là như vậy, ta đây há không phải có thể đem động vật bình thường, cải biến thành linh thú sao? Mượn tiểu hắc làm thí nghiệm, Thử xem a. À. Nghĩ vậy, Trần Thanh Đế liền điều động linh khí trong cơ thể, lại bắt đầu vì tiểu hắc chải vuốt thân thể. Quả nhiên, theo ta không ngừng chải vuốt, tiểu hắc cũng đang không ngừng biến hóa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần có đầy đủ thời gian, ta tất có thể cải biến tiểu hắc thành linh thú. Hơn nữa, theo ta không ngừng chải vuốt, linh khí tuy tiêu hao, nhưng cũng cho ta đối với khống chế linh khí cũng càng ngày càng tinh chuẩn. Đối với cái này trong nội tâm Trần Thanh Đế cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cứ như vậy, 7 ngày thời gian trôi qua. Trong 7 ngày này, mỗi ngày Trần Thanh Đế đều chải vuốt Tiểu Hắc một lần, Tiểu Hắc cũng cách trở thành linh thú càng ngày càng gần. Khục khục, mặc dù nói, còn có một đoạn đường rất xa phải đi. Bất quá, cái này cũng hoàn toàn xác nhận suy đoán của Trần Thanh Đế. Trần Thanh Đế còn dần dần phát hiện, mỗi lần chải vuốt cho Tiểu Hắc, đợi sau khi khôi phục linh khí tiêu hao, linh khí trong cơ thể hắn cũng trở nên càng thêm tinh khiết chải vuốt thân thể cho tiểu hắc đối với trần thanh đế vẫn có chỗ tốt đã có tiểu hắc làm cầu quan hệ của trần thanh đế cùng trần hương hương ở trong mấy ngày này tiến triển tuy không tính quá lớn nhưng không phải một chút hiệu quả cũng không có ít nhất trần hương hương không giống như trước kia cừu hận trần đại thiếu như vậy nhìn thấy trần đại thiếu giống như gặp cừu nhân bất kể nói thế nào đối với trần thanh đế mà nói đây đều là một bắt đầu tốt. Trọng yếu hơn là hôm nay Tiểu Hắc càng ngày càng ưa thích Trần Thanh Đế rồi. Trần Thanh Đế đương nhiên biết là vì cái gì, hôm nay Tiểu Hắc coi như là bán linh thú, đương nhiên ưa thích linh khí. Mà Trần Thanh Đế ở trong mắt Tiểu Hắc, cái kia chính là nơi phát ra linh khí a. Tiểu Hắc có thể không thích Trần Thanh Đế mới là lạ. Bất kể là nguyên nhân gì, Tiểu Hắc ưa thích Trần Thanh Đế đối với Trần Thanh Đế mà nói, cái kia tuyệt đối là một chuyện tốt. Bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, Tiểu Hắc ưa thích Trần Thanh Đế như vậy, muốn nói đối với Trần Hương Hương không có liên quan, đây tuyệt đối là gạt người. Chỉ là đạo âm ảnh trong lòng Trần Hương Hương kia, Thủy chung không cách nào phai mờ. Chỉ quỷ gì chính là, Trần Thanh Đế một mực đang đợi Trần Phong Nhiên ra chiêu, nhưng mà, Trần Phong Nhiên trong đoạn thời gian này, lại không có phản ứng chút nào, rất là bình tĩnh. Vì thế, Trần Thanh Đế lại tìm lý do, kéo hai ngày thời gian, Trần Phong Nhiên vẫn không có động tĩnh. Trần Phong Nhiên thật đúng là có thể vững vàng, cũng được, ca ca cũng muốn nhìn ngươi có thể chơi ra cái dạng gì. Lông mày Trần Thanh Đế nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng. Ngày mai sẽ đi học, cũng không biết trường học này sinh hoạt như thế nào. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 54 Đến trường Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com trong chín ngày trần thanh đế thay tiểu hắc trị liệu này ngoại trừ một ngày ba bữa cơm trần phong nhiên mới xuất hiện sáng sớm hôm nay đã đến gõ cửa phòng của trần thanh đế phong nhiên tìm ta sớm như vậy có chuyện gì không trần thanh đế duỗi lưng một cái mơ mơ màng màng nói vì chải vuốt tiểu hắc đem tiểu hắc từ một đầu chó đất bình thường chuyển biến thành linh thú tuy trần thanh đế rất mệt mỏi nhưng thu hoạch cũng rất lớn mỗi lần tiêu hao lớn lượng linh khí đợi đến lúc khôi phục, tu vi của Trần Thanh Đế đều sẽ có chút tăng lên. Ngay ngày hôm qua một lần trải vuốt cuối cùng, đợi cho Trần Thanh Đế khôi phục, tu vi đã tăng lên tới luyện khí tầng 2 đỉnh phong, khoảng cách đột phá đến luyện khí tầng 3, cũng chỉ là một đường chênh lệch. Luyện khí tầng 3 cùng luyện khí tầng 2 đỉnh phong, mặc dù chỉ là một đường chênh lệch, nhưng chênh lệch khá xa a, à. chỉ cần tu luyện tới luyện khí tầng 3, các bản lĩnh của Trần Thanh Đế sẽ có đất dụng võ rồi làm một ít phụ triện có hiệu quả công kích, phòng ngự nhất định, bố trí một chút trận pháp đơn giản, cái này đều cần tu vi luyện khí tầng 3 mới được. Về phần luyện đan, luyện khí, không biết làm sao a, à, điều kiện có hạn, không có tài liệu, Trần Thanh Đế cũng là không thể làm gì. Con dâu xảo không bột đố gột nên hồ, người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo, là đạo lý này. Cho nên, Trần Thanh Đế vì mau chóng đột phá đến luyện khí tầng 3, nên một đêm không ngủ thẳng đến trời đã sắp sáng y nguyên không có đột phá trần thanh đế mới bất đắc dĩ nằm ngủ đang thời điểm ngủ mơ mơ màng màng trần phong nhiên chạy đến gõ cửa đại ca em biết ngay anh bây giờ còn không có tỉnh trần phong nhiên mỉm cười nói ra hôm nay khai giảng mẹ gọi điện thoại đến bảo anh đừng quên giờ ân ta đã biết trần thanh đế nhẹ gật đầu đêm qua chỉ lo tu luyện đem sự tình khai giảng hôm nay ném qua sau đầu đúng rồi đại ca hôm qua em mua cho anh một cái điện thoại tối hôm qua quên đưa cho anh trần phong nhiên đem một chiếc điện thoại hoàn toàn mới giao cho trần thanh đế nói ra số của người trong nhà cùng viên cừu đại ca em đã thay anh lưu ở bên trong rồi đi chờ ăn điểm tâm xong cùng đi tới trường a không có điện thoại muốn liên hệ là rất bất tiện trần thanh đế cũng không có cự tuyệt liền tiếp nhận về phần cái điện thoại cũ của trần đại thiếu kia lúc trước toàn thân xích lõa bị đưa vào bệnh viện cũng không biết ném đi đâu rồi ăn xong bữa sáng trần thanh đế trần phong nhiên cùng với trần hương hương ba người ngồi trên một chiếc bmw màu đen đi ra biệt thự nhanh chóng chạy tới trường học đáng nhắc tới chính là tiểu hát to lớn vô cùng đã là bán linh thú cũng đòi theo trần hương hương nghĩ nghĩ Ngày đầu tiên khai giảng cũng không có đại sự gì, đi theo thì theo a, à, kết quả là đồng ý. Ai ngờ, Tiểu Hắc vừa lên xe, quyết đoán từ bỏ chủ nhân của nó, chui vào trong ngực Trần Thanh Đế, như thế nào cũng kéo không ra. Trần Hương Hương tỏ vẻ rất phẫn nộ, đối với Tiểu Hắc nảy sinh ác độc, bất quá Tiểu Hắc lại cho rằng cái gì cũng không phát hiện, rất là hưởng thụ núp ở trong ngực Trần Thanh Đế. Ở trong biệt thự, ai không biết Tiểu Hắc vừa thấy được Trần đại thiếu là nhe răng trận mắt sổ bậy, còn hận không thể nhào tới cắn chết Trần Đại Thiếu. Hiện tại ngược lại tốt, thái độ đã chuyển biến 180 độ, tiến vào trong ngực Trần Đại Thiếu, còn bày ra một bộ, đánh chết cũng không đi ra. Trần Phong Nhiên cảm thấy rất không minh bạch, Trần Hương Hương cũng rất bất đắc dĩ. Từ khi Tiểu Hắc bị Trần Thanh Đế trị liệu tốt, đã là như thế rồi. Chỉ có Trần Thanh Đế biết rõ, Tiểu Hắc là ưa thích linh khí trên người hắn. Dù sao, hôm nay tiểu hắc đã không phải là một con chó thường, là bán linh thú. Ân, ừ, linh cẩu. Một giờ sau, ba người trần thanh đế cùng một con chó đi tới trường học. Trung y học viện. Trung y học viện là trường học bao hàm cao trung và đại học, là một trường học tư nhân cao cấp, lực lượng thầy giáo cực kỳ hùng hậu, là do trần gia, lâm gia cùng với viên gia, tam đại gia tộc hợp tác bơm tiền thành lập. Trung y học viện, ngoài trừ tam đại gia tộc tam đại cổ đông này ra, còn có một cổ đông đó chính là mã quan thiên mã quan thiên chính là thái sơn bắt đầu của trung y giới một lòng muốn phát dương quan đại trung y viện mà hắn cùng trần gia tam đại gia tộc có quan hệ sâu xa kết quả là tam đại gia tộc sáng lập trung y học viện đồng thời ở dưới tam đại gia tộc mãnh liệt yêu cầu mã quan thiên vì kính dân cả đời cho sự nghiệp trung y cũng trở thành cổ đông lớn thứ tư của trung y học viện vì trung y đang phát triển Mã Quang Thiên cũng sẽ ngẫu nhiên lộ diện giảng bài dạy học. Mã Quang Thiên với tư cách một trong tứ đại cổ đông, nhưng ở Trung Y học viện, vẫn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đương nhiên, Trung Y học viện cũng không chỉ là cực hạn ở Trung Y hệ, chỉ là Trung Y hệ là trọng điểm mà thôi. Các hệ khác cũng đều tồn tại. Tiểu Mùi, em đi cao trung báo danh, anh cùng đại ca không giúp em được. Sau khi xuống xe, Trần Phong Nhiên đối với Trần Hương Hương mỉm cười nói huynh muội ba người, tuy đều đọc trong trung y học viện, nhưng lại không đồng cấp. Hiện tại Trần Hương Hương học cấp 3, mà Trần Phong Nhiên cùng Trần Thanh là sinh viên năm nhất. Đương nhiên, Trần Phong Nhiên là dựa vào bản lãnh thật sự, khảo thi mà vào. Mà Trần Thanh Đế thì ngược lại, có thể tiến vào Trung Y Học Viện, hoàn toàn là vì Trần Gia Bọn Hắn là một trong bốn cổ đông của Trung Y Học Viện. Ở bên trong Trung Y Học Viện, hoặc là thành tích bản thân phi thường ưu tú, dựa vào thực lực của mình đi vào, hoặc là có ông bà cha mẹ là quan chức chính phủ, hoặc là người cực kỳ có tiền. Không có tiền, không có thành tích cực kỳ ưu tú, vậy đừng nghĩ vào học trung y học viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 55 Mã Quan Thiên muốn gặp ta. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Như Trần Phong Nhiên, bối cảnh thuộc loại trâu bò, thành tích lại tốt, ở bên trong trung y học viện, thật sự là không gặp nhiều lắm. a à, các ngươi đi đi, không cần phải xen vào ta. Đang khi nói chuyện, Trần Hương Hương đem ánh mắt rơi vào tiểu hắc trong ngực Trần Thanh Đế. Cái kia, có thể trả tiểu hắc lại cho ta không? Ách, không có vấn đề. Trần Thanh Đế ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì oán thầm không thôi. Nha, cũng không phải ca ca ta ông tiểu hắc không thả, là tiểu hắc không đi ngươi xem lời này của ngươi nói, giống như ca ca ta dành chó với ngươi vậy. Tiểu Hắc, bảo vệ tốt tiểu muội, biết không? Trần Thanh Đế oán thầm không thôi, giao tiểu Hắc cho Trần Hương Hương, hơn nữa nhắn nhủ nói. Ngươi bảo vệ tiểu muội không tốt, về sau đừng nghĩ để cho ta đấm bóp ngươi. Mát xa. Cái gọi là mát xa, đương nhiên không chỉ là mát xa đơn giản như vậy, mà là thời điểm Trần Thanh Đế mát xa, đem linh khí rót vào trong cơ thể tiểu Hắc, vì nó chảy vuốt mà thôi. Tăng thêm. Tiểu Hắc rất là không nỡ nhìn Trần Thanh Đế thấp giọng kêu hai tiếng, tùy theo, một đầu chui vào trong ngực Trần Hương Hương, không hề ngoi đầu lên, hình như là hờn dỗi Trần Thanh Đế. Nhìn thấy một màn này, Trần Hương Hương trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cái này. Tiểu Hắc cũng quá. Quá nhân tính hóa đi à nha. Đợi cho Trần Hương Hương ly khai, Trần Thanh Đế mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn phong nhiên nói phong nhiên ta nghe nói trường đại học này còn cần lựa chọn chuyên nghiệp ngươi định lựa chọn ngành nào em định lựa chọn tài chính quản lý anh thì sao trần phong nhiên chi tiết hồi đáp nhưng mà trong lòng của hắn lại rất khinh bỉ trần thanh đế nghe nói đại học còn lựa chọn chuyên nghiệp ngươi bao lâu không có đi học ách bề ngoài giống như thằng này căn bản là chưa đi đến cửa trường mấy lần nhưng coi như là như thế chẳng lẽ ngay cả một điểm thưởng thức cũng không có sao? Ta. Ngươi đi trước đi, ta tiếp điện thoại. Lông mày Trần Thanh Đế nhíu lại, nhìn điện thoại biểu hiện một dãy số lạ lẫm, nhìn không được thầm nghĩ. Cái điện thoại này là phong nhiên mới giao cho ta, ai biết dãy số này nhỉ? Ngươi tốt. Sau khi tiếp thông điện thoại, Trần Thanh Đế rất là lễ phép vấn an, bất quá, rất nhanh hắn nhíu mày. À, tốt. Lập tức. Trần Thanh Đế liền cúp điện thoại. Đại ca, là ai điện thoại cho anh vậy? Trần Phong Nhiên nhìn không được hỏi. Ta cũng không quá rõ ràng, hắn nói hắn là lão hiệu trưởng, là cái gì Mã Gia Gia, Mã Quang Thiên. Trần Thanh Đế lắc đầu, nói ra. Còn nói muốn gặp ta, bảo ta đi tìm hắn. Lão hiệu trưởng. Mã Quang Thiên. Trong lòng Trần Phong Nhiên rung lên, nghẹn ngào hoảng sợ nói. Đại ca, anh nói là mã gia gia muốn gặp anh bảo anh đi tìm người đúng làm sao vậy lông mày trần thanh đế nhíu lại tâm niệm vừa động ngạo khí nghiêm nghị lại mang theo ý tứ thăm dò hỏi chẳng lẽ mã quan thiên này là nhân vật rất giỏi gì hay sao trong trí nhớ mà trần thanh đế tiếp thu còn thật không có nhân vật như mã quan thiên nếu thật là nhân vật ngưu bức gì mà trần đại thiếu lại không biết đây tuyệt đối là hai người không có tư cách biết nhau là cái dạng nước tiểu không thể đến trong bầu kia người như vậy tìm trần thanh đế hắn có lẽ sẽ không là chuyện gì tốt chỉ là trần thanh đế nào biết đâu rằng vốn là trần đại thiếu cơ hồ không có đến trường mà mã quan thiên lại là một nhân vật cao cấp như thần long thấy đầu không thấy đuôi hơn nữa trần đại thiếu ngoại trừ đua xe đấu cẩu làm một ít sự tình ngang ngược bá đạo ra những chuyện khác hắn đều thờ ơ vì thế Trần Đại Thiếu không biết Mã Quang Thiên tồn tại, cũng là rất bình thường. Cái gì nhân vật rất giỏi? Trần Phong Nhiên hít sâu một hơi, nói ra. Mã Gia Gia là Thái Sơn Bắc Đẩu của Trung Y Giới, đại ca, anh nói người có phải là nhân vật rất giỏi hay không? À, lợi hại như vậy sao? Trần Thanh Đế tâm niệm vừa động, hỏi. Phong Nhiên, ta xem ngươi thật giống như cùng hắn rất quen thuộc, có phải các người rất quen thuộc hay không? Ta ngược lại là muốn quen thuộc cùng hắn, bất quá, coi như là muốn gặp hắn một lần cũng rất khó. Trần Phong nhiên thở dài một tiếng, nói ra: Cũng như lúc trước, thời điểm anh nằm viện, Mã gia gia đến khám và chữa bệnh cho anh, ta mới may mắn gặp mặt một lần mà thôi. Hắn thay ta trị liệu qua. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 56. Năng lực phân tích đáng sợ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com nhìn thấy trần phong nhiên gật đầu lông mày trần thanh đế nhíu lại thầm nghĩ trong lòng xem ra y thuật của mã quan thiên này cũng không lớn trần đại thiếu bị hắn trị liệu qua đã sớm ngoẻo rồi đại ca mã gia gia muốn gặp anh anh nhất định phải cẩn thận trần phong nhiên hít sâu một hơi thấp giọng nhắc nhở ta có một loại dự cảm tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì ách vì cái gì chẳng lẽ họ mã kia còn có thể ăn ta hay sao vẻ mặt trần thanh đế không quan tâm bất quá hắn lại rất nghiêm túc lắng nghe kỳ thật rất đơn giản y thuật của mã gia gia lợi hại ở trung y giới có uy vọng không gì sánh nổi mà các gia tộc thế lực đối với hắn cũng đều vô cùng tôn trọng không dám đắc tội trần phong nhiên trầm ngâm một tiếng giải thích nói dù sao ai cũng không dám cam đoan mình vĩnh viễn cũng sẽ không sinh bệnh có mã gia gia, vậy cũng tương đương với nhiều một cái mạng, thậm chí là có vài mệnh. Ừ, ngươi nói không sai. Trần Thành Đế sâu sắc chấp nhận. Tại tu chân giới, tu vi của Trần Thành Đế không cao, chỉ là tiêu chuẩn trung hạ mà thôi, nhưng hắn là yêu nghiệt ở phương diện luyện đan, luyện khí, luyện phù, trận pháp, cũng không ai dám đơn giản đắc tội hắn. Cùng Trần Phong Nhiên nói rất đúng một cái đạo lý, tại tu chân giới là thế giới mạnh được yếu thua. Ai có thể bảo chứng mình vĩnh viễn dựng ở thế bất bại? Vĩnh viễn cũng sẽ không trọng thương, không dùng đến đan dược chữa thương. Trần Thanh đế luyện chế đan dược, pháp bảo, phù triện, trận pháp, ở thời điểm mấu chốt, đây chính là bảo bối có thể cứu mạng, bảo vệ tánh mạng, ai chán sống dám đắc tội hắn. Thường thường nhân vật như Mã gia gia, tính tình đều sẽ phi thường cổ quái, ta nghe nói. Nói đến đây, thanh âm Trần Phong nhiên thấp hơn. Ta nghe nói Mã gia gia phi thường cổ hủ, rất ghét những ăn chơi thiếu gia. Mà đại ca ngươi lại là đệ nhất hoàng khố cả thành, tồn tại đỉnh cao nhất a, đại ca, anh ngẫm lại xem, Mã gia gia tìm anh, có thể có chuyện gì tốt. Vẻ mặt Trần Phong Nhiên lo lắng nói. Đại ca, thời điểm anh đi gặp Mã gia gia, nhất định phải cẩn thận. Dùng Trần Phong Nhiên hiểu rõ đối với Trần đại thiếu, đương nhiên biết rõ, Trần đại thiếu một mực dùng đệ nhất hoàng khố mà tự hào trần phong nhiên càng thêm biết rõ càng là nhân vật người khác không dám chọc trần đại thiếu lại càng thích khiêu chiến còn có thể đắc tội chết tự như lời của trần phong nhiên hiện tại để cho thời điểm trần thanh đế nhìn thấy mã quan thiên nhất định phải cẩn thận nếu đổi lại là trần đại thiếu trước kia trần phong nhiên càng nói như thế trần đại thiếu sẽ càng thêm làm càng càng không coi ai ra gì khiêu khích đến cùng đắc tội đến cùng nhìn trần phong nhiên như là quan tâm trần thanh đế kỳ thực lại là đào hố cho trần thanh đế ở dĩ vãng trần phong nhiên dùng chiêu thức nhìn như quan tâm này chơi trần thanh đế cho tới bây giờ sẽ không có thất bại qua chỉ là trần đại thiếu trước kia vẫn cho là trần phong nhiên là quan tâm hắn mỗi khi trần đại thiếu đem người không nên đắc tội đắc tội chết về sau trần phong nhiên sẽ nhảy ra nói đại ca a à, em đã nói với anh không nên đắc tội người này nhưng anh vẫn không nghe lời đến cuối cùng Trần Đại Thiếu còn cảm kích, còn cho là Trần Phong Nhiên là tốt với hắn. Đi, ta đã biết. Trần Thanh Đế phất phất tay, hung hăng càng quấy nói. Ngươi đi trước đi, ta đi một chút sẽ trở lại, không phải chỉ là một mã lão đầu sao, ca ca ta còn sợ hắn sao. Tại sao mã quan thiên lại muốn gặp phế vật Trần Thanh Đế này? Chẳng lẽ phế vật này ở Trung Y có thiên phú hơn người? Nhìn thấy Trần Thanh Đế ly khai, Trần Phong Nhiên có chút nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Trần Thanh Đế tiếp xúc Trung Y là sau khi hắn ra viện, để cho ta dẫn hắn đến đồ thư quán. Sau khi hắn ra viện, thì có đồn đã nói cái đồ chơi kia của hắn không được. Ta cũng âm thầm tiến hành điều tra qua, trong lúc nằm viện, có một ít nữ y tá bò lên giường, kết quả tất cả đều bị hắn đạp xuống. Dùng bản tính của hắn, loại chuyện này, đặt ở thời điểm bình thường, tuyệt đối sẽ không phát sinh loại sự tình này. Đồn đãi, không có lửa thì sao có khói. Về sau, hắn lại mua đại lượng thảo dược, trong đó còn có một chút vật tráng dương. Không chỉ có như thế, còn đem trái cây thôi tình thấp kém, trở thành bảo bối. Điều này cũng càng thêm xác nhận, cái đồ chơi kia của hắn không được. Điểm xác nhận này, cùng sự tình hắn mua sắm đại lượng thảo dược, quyết định không thể gạt được cha. Nhưng mà, cha lại không có lộ diện, càng không có ngăn cản, mặc kệ hắn làm gì thì làm nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cha hẳn là biết Trần Thanh Đế mua thảo dược nào, thậm chí ngay cả trình tự mua sắm cũng không có sai lầm. Sau đó, lại tìm tới Mã Quang Thiên, cuối cùng đã nhận được thừa nhận, mới sẽ như thế. Sau khi Trần Thanh Đế mua đại lượng thảo dược, vẫn có lại trong phòng, tự mình nấu thuốc, đi qua gian phòng của hắn, có thể nghe thấy được vị thuốc đông y. Dặn có một tháng thời gian, cái đồ chơi kia của hắn, giống như đã chữa tốt rồi. Nghĩ vậy, trong hai tròng mắt của Trần Phong Nhiên hiện lên một đạo sát cơ. Sự tình Trần Thanh Đế nhìn Lâm Tĩnh Nhu, vĩnh viễn đều là đau nhất trong lòng Trần Phong Nhiên. Không nói đến có trị liệu tốt hay không, chỉ từ hắn chữa tốt tiểu hắc là có thể xem ra vấn đề. Cho dù là hắn dẫm nhầm cướp chó, chữa tốt tiểu hắc y nguyên nói rõ hắn thật sự hiểu trung y hơn nữa, ta còn từ trong miệng hương hương moi ra đến, hắn còn biết chăm cứu. Trần Phong Nhiên hít sâu một cái, đồng tử co rụt lại, biến thành hình dáng cây kim nguy hiểm. Đáng sợ hơn chính là, cái phế vật này chỉ lật sách một giờ, trước đó, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 57 Nguy cơ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hiện tại, còn chưa mở đầu khóa học, cha mẹ đều gọi điện thoại đến, bảo hắn nhất định phải tới trường học báo danh vừa tới trường học đã bị mã quan thiên như thần long thấy đầu không thấy đuôi gọi đi điện thoại di động của hắn là ta mua cho dãy số cũng chỉ có người trong nhà mới biết được coi như là viên mập mạp cũng không biết mã quan thiên có thể biết rõ tất nhiên là từ chỗ cha mẹ biết được mã quan thiên là thái sơn bắt đầu trong trung y giới có thể chú ý trần thanh đế chủ động muốn lấy số điện thoại di động của trần thanh đế càng là chủ động muốn gặp trần thanh đế hẳn là trần thanh đế ở trung y thật sự có được thiên phú nhất định hơn nữa còn có mặt mũi của cha ta không thể phủ nhận trần phong nhiên phân tích chính thành chính là chính xác thật giống như mắt thấy toàn bộ quá trình chỉ là có một điểm hắn phân tích không chuẩn xác đó chính là mã quan thiên muốn gặp trần thanh đế cùng trần chấn hoa nửa xu quan hệ cũng không có đương nhiên Điều này cũng không có thể trách Trần Phong Nhiên, chỉ có thể nói hắn đối với tính cách của Mã Quan Thiên còn chưa đủ hiểu rõ, hiểu rõ vô cùng phiến diện. Chỉ là điểm này là không thể phủ nhận Trần Phong Nhiên thông minh tài trí cùng tâm kế. Trần Phong Nhiên dám hợp tác cùng nhân vật thiên tài Lữ Gia Lữ Bất Phạm, muốn mưu sát Trần Thanh Đế là có thể nhìn ra một hai. Trong các đại gia tộc, trẻ tuổi dám chính thức so chiêu cùng Lữ Bất Phạm cũng không nhiều. Ai không biết, hợp tác cùng Lữ Bất Phạm, không thể nghi ngờ là bảo hộ lục gia là muốn chết, mà trần phong nhiên có phách lực như vậy, trọng yếu hơn là hiện nay trần phong nhiên chỉ có 17 tuổi, nếu như cho hắn thời gian nhất định, trải qua một ít tôi luyện trầm tích, tất nhiên sẽ thành một nhân vật thật đáng sợ. như thế nào cũng thật không ngờ, phế vật trần thanh đế này, vậy mà có thiên phú ở phương diện trung y, nếu như hắn thật sự bị mã quan thiên nhìn trúng, ta cố gắng trước kia sẽ là giả tràng xe cát. bất quá trần phong nhiên cảm nhận được uy hiếp trong hai tròng mắt hiện lên một đạo hàng mang khá tốt ta quá rõ bản tính của phế vật này ta càng bảo hắn cẩn thận hắn lại càng làm trái lại chỉ cần trần thanh đế đắc tội chết mã quan thiên cho dù hắn có chút thiên phú coi như là cha của ta ra mặt kết cục cũng sẽ nhất định không cách nào vãn hồi trần phong nhiên hai đấm nắm chặt trong nội tâm hừ lạnh một tiếng vị trí trần gia gia chủ là trần phong nhiên ta Trần Thanh Đế hắn còn chưa đủ tư cách, cũng không có người có thể ngăn cản ta thay thế Trần Thanh Đế. Uy hiếp duy nhất là lão bất tử một mực che chở Trần Thanh Đế kia. Trong đôi mắt của Trần Phong Nhiên hiện lên một đạo hung mang. Cùng lúc đó, Trần Thanh Đế trải qua không ngừng hỏi đường, trong ánh mắt khác thường của đệ tử khác, rốt cuộc tìm được văn phòng lão hiệu trưởng Mã Quang Thiên. Hết cách rồi, trong trí nhớ Trần Thanh Đế tiếp thu, căn bản không có cái trung y viện này cũng không biết Mã Quang Thiên là ai, chớ nói chi là phòng làm việc của hắn. Đại học, thực lớn nha, phòng hiệu trưởng cũng làm nhiều như vậy, làm hại ta tìm nhầm nhiều lần. Trần Thanh Đế lau mồ hôi trán, đưa tay gõ cửa ban công. Là Thanh Đế phải không, vào đi. Cửa phòng lão hiệu trưởng được mở ra, Mã Quang Thiên tóc trắng xóa, tinh thần lại phi thường tốt nhìn người đến là Trần Thanh Đế, sắc mặt lộ ra dáng tươi cười nồng đậm. Ngài là Mã Hiệu Trưởng muốn gặp ta vẻ mặt trần thanh đế nghi hoặc trước kia trần đại thiếu tìm sai nhiều phòng hiệu trưởng ai biết lần này có phải thật hay không đúng vậy chính là tôi muốn gặp cậu vào đi mã quan thiên cười nhạt một tiếng nói ra ân ừ. trần thanh đế nhẹ gật đầu thầm nghĩ trong lòng xem bộ dáng mã lão đầu này đối với ta bề ngoài giống như không có ác ý gì bất kể như thế nào trước vào xem nói sau trần thanh đế mới vừa vào phòng lão hiệu trưởng trần phong nhiên lại từ đằng sau một cái cột đá đi ra làm sao có thể nhìn thấy mở cửa chính là mã quan thiên toàn thân trần phong nhiên đột nhiên chấn động sắc mặt cũng tùy theo biến đổi trong nội tâm vô cùng khiếp sợ cùng khó mà tin được bình thường đều là mã tình tình mở cửa lần này là làm sao vậy thật không ngờ mã quan thiên coi trọng trần thanh đế như vậy đích thân đi mở cửa cho hắn hay là hay là mã tình tình đang phối dược trần phong nhiên cảm nhận được uy hiếp cuối cùng vẫn là lo lắng cho nên cũng không có lập tức đi tuyển chọn ngành học mà là đi tới văn phòng mã quan thiên hắn muốn trước tiên biết rõ kết quả tuy trần phong nhiên đến muộn hơn trần thanh đế nhưng hắn quen thuộc hết thảy trong trung y học viện biết rõ văn phòng của mã quan thiên mà trần đại thiếu lại không biết đi đường quanh co lại tìm nhầm mấy lần lãng phí không ít thời gian cho nên, Trần Phong Nhiên cũng chỉ là tới chậm hơn Trần Thanh Đế một bước mà thôi. Thời điểm Trần Phong Nhiên đi tới, vừa vặn chứng kiến một màn mã quan thiên mở cửa cho Trần Đại Thiếu kia. Lần này, lại để cho cảm giác nguy cơ của Trần Phong Nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt rồi. Mã quan thiên kia là Thái Sơn bắt đầu trong trung y giới, người bình thường muốn thấy mặt một lần cũng khó khăn, chớ nói chi là sẽ đích thân mở cửa cho ai. Nhưng mà, sự thật ngay tại trước mắt cái này như thế nào không làm cho trần phong nhiên khiếp sợ nguy cơ nguy cơ cực lớn uy hiếp uy hiếp cực lớn chẳng lẽ phế vật trần thanh đế này thiên phú ở phương diện trung y đã đạt đến tình trạng làm cho mã quan thiên vô cùng động tâm bằng không thì như thế nào sẽ đích thân mở cửa cho hắn hoặc là trần phong nhiên thật sự là không muốn tin tưởng mã tình tình không có mặt trong phòng hoặc là cô ta đang phối dược Mã Tình Tình. Ta như thế nào quên mất tôn nữ bảo bối này của Mã quan Thiên Chiếu nhỉ? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 58 Không dám uống Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trong lòng Trần Phong Nhiên chấn động, trong hai tròng mắt hiện lên một đạo hàng mang, một độc kế nhanh chóng thành hình trong lòng nếu như Trần Thanh Đế có thể phát sinh chút gì đó cùng Mã Tình Tình, đến lúc đó Lữ Bất Phạm tất nhiên sẽ không bỏ qua Trần Thanh Đế. Trần Phong Nhiên hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt. Mặc kệ Trần Thanh Đế hắn đạt được bao nhiêu coi trọng của Mã Quang Thiên, ta nhờ tay Lữ Bất Phạm diệt hắn, vậy thì cái gì cũng không có. Mà ta cũng có thể có được ngư ông thủ lợi, cớ sao không làm. Một khi Trần Thanh Đế làm một ít thủ đoạn với Mã Tình Tình, Mã Quang Thiên sẽ không còn coi trọng hắn, Lữ Bất Phàm cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đây quả thực là sự tình không sơ hở tí nào. Mã Tình Tình, xin lỗi rồi, ai bảo cô được hai người kia coi trọng chứ? Nghĩ vậy, Trần Phong Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, cho tới bây giờ Trần Phong Nhiên đều là một người không từ thủ đoạn. Vì giá họa cho Trần Đại Thiếu, Trần Phong Nhiên có thể tìm người cưỡng gian mùi mùi của mình, từ sự tình của Trần Hương Hương, là có thể thấy được lấm đốm. Bất quá, Trần Phong Nhiên lúc đó còn chưa đủ ngoan độc, dù sao lúc ấy hắn vẫn còn quá non nớt, bằng không thì Lâm Tĩnh Nhu cũng sẽ không ở thời khắc máu chốt xuất hiện, cứu Trần Hương Hương. Lâm Tĩnh Nhu xuất hiện, cũng là Trần Phong Nhiên tận lực an bài. Ân. Trần Thanh Đế mới vừa vào phòng lão hiệu trưởng, đã nghe thấy được mùi thảo dược nhàn nhạt, hình như là có người đang nấu thảo dược bên trong. Ai phối dược vậy nhỉ, cũng thật tài tình a à, vậy mà có thể phối thành như vậy thật sự là bội phục vốn là một thang bội bổ thân thể lại biến thành như vậy nếu thật cho người uống hết mặc dù nói không chết nhưng thân thể sẽ càng ngày càng kém trần thanh đế khẽ châu mày âm thầm lắc đầu trình độ như vậy nếu đi ra ngoài hành nghề y đây tuyệt đối là lan băm hại người không định mạng thanh đế chớ đứng ngồi đi mã quan thiên chỉ vào một cái ghế thản nhiên nói. Nha! Trần Thanh Đế lên tiếng, quyết đoán ngồi xuống. Thanh Đế, xem nét mặt của ngươi biến hóa, có phải phát hiện cái gì hay không? Mã Quan Thiên mỉm cười, nói ra. Tinh Nhi, đem thuốc con sắt lấy ra đi. Đã đến. Mã Tình Tình ở buồn trong bưng ra một chén thuốc, phía trên còn bốc hơi nghi ngút, tràn đầy hiếu kỳ đi ra, ánh mắt một mực rơi vào trên người Trần Thanh Đế, cao thấp dò xét đồn đãi có quan hệ tới Trần Thanh Đế, Mã Tình Tình là nghe nói rất nhiều, bất quá, tất cả đều không có một câu nào dễ nghe. Tất cả đều là nói, Trần Thanh Đế ngang ngược càng rỡ, lẫn nam bá nữ, chuyện xấu làm tuyệt, thiên lý không dung. Như thế nào? Chân nhân, Mã Tình Tình vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngươi là Trần Thanh Đế. Mã Tình Tình đặt chén thuốc ở trên bàn công tác trước mặt Trần Thanh Đế, nói ra ông nội của ta nói ngươi ở phía trên trung y có thiên phú hơn người mà lúc ngươi vừa tiến vào thì ư ừ một tiếng chẳng lẽ ta phối dược có cái gì không đúng sao có một chút như vậy bất quá không phải vấn đề gì lớn ít nhất trong thời gian ngắn vẫn là ăn không chết người trần thanh đế liếc nhìn chén tuốt đang bốc hơi trên bàn thẳng nhiên nói à thanh đế nói nghe một chút vẻ mặt mã quan thiên tươi cười cực kỳ hứng thú mã tiểu thư hẳn là sắc một thang thuốc bổ dưỡng, dùng để bồi bổ thân thể A. À? Trần Thanh Đế thản nhiên nói. Nói nhảm. Mã tình tình bạch nhãn một phen, nói ra. Ta nghe nói thân thể Trần Thanh Đế ngươi không tốt, cho nên cố ý phối cho ngươi một thang thuốc bổ, cho ngươi bồi bổ thân thể. Vậy trước tiên cảm ơn mã tiểu thư rồi, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Bất quá. Tiếng nói của Trần Thanh Đế xoay chuyển, đẩy cái chén ra bên ngoài, nói lấy tình huống thân thể của ta thật không dám uống chén thuốc này của ngươi ngươi nói lời này là có ý gì chẳng lẽ ta còn có thể hại ngươi hay sao mã tình tình mã đại tiểu thư lập tức phát hỏa ta hảo ý sắc thuốc ngươi không nhận tình thì cũng thôi lại nói không dám uống nói như đây là độc dược vậy ngươi đến cùng là có ý gì mã đại tiểu thư ngươi đã hiểu lầm hiện tại thân thể ta quá yếu ăn không được loại thuốc bổ này lông mày trần thanh đế nhíu lại thản nhiên nói than thuốc bổ này là không tệ bất quá hợp quy trong đó lại nhiều hơn một chỉ một chỉ hợp quy nhìn như không nhiều lắm nhưng sau khi kết hợp cũng những dược liệu khác người bình thường uống vào thật cũng không có chuyện gì nhưng nếu như tình huống thân thể giống như ta uống vào không chỉ không bồi bổ được thân thể ngược lại nói uống thuốc độc cũng không sai tuy ở trong thời gian ngắn ăn không chết người, nhưng thời gian dài, phục dụng nhiều hơn, tần tần tích tụ, vậy thì khó mà nói. Trần Thanh Đế không vội không chậm hỏi. Mã Đại Tiểu Thư, thử hỏi, thân thể một người bình thường, có tất yếu phục dụng thuốc bổ sao? Người phục dụng thuốc bổ, phần lớn đều là người thể cốt hư nhược. Những người khác ta cũng không dám cam đoan, ít nhất, ta là không dám phục dụng. Đương nhiên, nếu như ngày nào đó thân thể của ta điều trị tốt rồi, phục dụng mấy thang thuốc của lang băm kia cũng không sao. Nói đến đây, Trần Thanh Đế không nói thêm gì nữa, chỉ là mỉm cười nhìn mã tình tình. Ngươi! Ngươi vừa tiến đến liền phát hiện nhiều hơn một chỉ hợp quy. Vẻ mặt mã tình tình không thể tin nói. Nhiều ra một chỉ hợp quy nàng đương nhiên biết rõ là nàng cố ý đấy. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 59 Người có thể luyện chế tiên đan sao? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Về phần hậu quả nhiều ra một chỉ hợp quy, cũng hoàn toàn đúng như Trần Thanh Đế nói. Người bình thường uống vào không có việc gì, còn có chỗ hữu ích, nhưng mà người thân thể hư nhược uống vào, tuy uống không chết, nhưng thể cốt cũng sẽ càng ngày càng hư. Chống đỡ không được bổ dược như thế A. À? đồng dạng đúng như Trần Thanh Đế nói, không phải thể cốt hư nhược, ai rảnh rỗi nhất cả trứng, đi phục dụng thuốc đông y đắng như khổ qua chứ. Rất khó sao. Trần Thanh Đế không đáp hỏi lại. Ngươi! Ngươi! Mã tình tình lập tức bị Trần Thanh Đế làm bó tay rồi. Cái này, cũng quá kiêu ngạo đi à nha. Còn rất khó sao. Quá trắm thí rồi. Mã hiệu trưởng, ngài muốn gặp ta, không phải chỉ là muốn thử dò xét ta chứ. Trần Thanh Đế không hề để ý tới Mã Tình Tình, nhìn về phía Mã Quang Thiên, thẳng nhiên nói. Mã Hiệu Trưởng có chuyện gì có thể nói thẳng, có thể làm được, Trần Thanh Đế ta tất nhiên sẽ hết sức nỗ lực. Mã Quang Thiên biết rõ Trần Thanh Đế hiểu trung y, khẳng định là từ Trần Chấn Hoa mà ra, cho nên Trần Thanh Đế cũng không nên đơn giản đắc tội. Trọng yếu hơn là Mã Quang Thiên không có ác ý gì, ít nhất trước mắt là như thế ngươi là từ hơn một tháng trước mới bắt đầu tiếp xúc trung y hai mắt mã quan thiên sáng lên tuy là hỏi nhưng trong lời nói lại tràn đầy khẳng định trần thanh đế là mặt hàng gì mã quan thiên đương nhiên tin tưởng biết rõ đồng dạng hắn cũng từ trong miệng trần chấn hoa lấy được khẳng định trần thanh đế ở dĩ vãng căn bản không có tiếp xúc qua trung y ở trần chấn hoa xem ra nếu như không phải cái đồ chơi kia của trần thanh đế không được lại ngại mặt mũi Trần Đại Thiếu căn bản là sẽ không nghiên cứu y học. Càng thêm phát hiện không được, Trần Đại Thiếu chuyện xấu làm tuyệt, ngang ngược càng rỡ, còn có thiên phú như vậy. Quả thực là thiên phú dị bẩm. Nghiêm khắc mà nói thì đúng vậy. Hoàn toàn chính xác, trước khi Trần Thành Đế xuyên qua, là luyện đan đại tông sư không sai, nhưng hắn là luyện đan, còn trung y ở thế giới đó có cái quái gì đâu mà tiếp với chả xúc. Thảo dược bình thường, Trần Thanh Đế nào có thời gian để mắc tới? nếu như không phải là địa cầu không có linh thảo trần đại thiếu há có thể ở bên trong thảo dược lãng phí thời gian thật sự là tình thế bắt buộc điều kiện có hạn tốt rất tốt phi thường tốt tuy mã quan thiên đã biết rõ kết quả nhưng nghe trần thanh đế chính miệng nói ra vẫn là cảm thấy vô cùng hưng phấn và kích động thanh đế ngươi ở trên trung y là người cực kỳ có thiên phú mà ta đã thấy mã quan thiên kích động đỏ mặt lên nói ra thành đế ta vẫn muốn đem trung y phát dương quan đại nhưng vì thiên phú cùng niên kỷ cho nên ta muốn nhận ngươi làm đệ tử không biết ngươi có bằng lòng hay không ngươi có bằng lòng hay không nếu như thái sơn bắt đầu trung y giới mã quan thiên muốn nhận đệ tử chỉ cần ném ra ngoài một câu muốn thu một gã đệ tử chỉ cần những lời này vừa ra không biết có bao nhiêu người phá cửa lao tới muốn trở thành đệ tử của mã quan thiên thậm chí coi như là một ít trung y thành danh, cũng sẽ buông xuống tư thái. Có thể thấy được có bao nhiêu người muốn trở thành đệ tử của Mã Quang Thiên. Hôm nay, Mã Quang Thiên vậy mà chủ động muốn thu Trần Thanh Đế làm đệ tử, xem bộ dáng kia, còn sợ Trần Thanh Đế không muốn. Cái này nếu để cho người khác biết rõ, còn không ghen ghét mắt đỏ mới lạ. Trần Thanh Đế, ngươi còn nghĩ cái gì, còn không tranh thủ thời gian đáp ứng. Nhìn thấy Trần Thanh Đế không nói lời nào, mã tình tình thúc giục nói không biết có bao nhiêu trung y thành danh đều muốn trở thành đệ tử của ông nội ta ông nội của ta còn chướng mắt ông nội của ta chủ động thu ngươi làm đệ tử ngươi còn do dự cái gì mã hiệu trưởng hảo ý của ngài ta tâm lĩnh trần thanh đế đứng lên lắc đầu nói ra ta đối với trung y không có hứng thú gì cho nên xin lỗi cái gì ngươi cự tuyệt mã tình tình suýt nữa nhảy dựng vẻ mặt không thể tin vô cùng chấn động nhìn trần thanh đế mã quan thiên chủ động thu trần thanh đế làm đệ tử nhưng mà trần thanh đế lại cự tuyệt cái này nếu để cho người khác biết rõ còn không mắng chết trần thanh đế mới là lạ đương nhiên trần thanh đế lựa chọn cự tuyệt là có lý do của mình không thể phủ nhận mã quan thiên ở trung y hoàn toàn chính xác là ngưu bức ở xã hội hiện tại cơ hồ là không ai bằng nhưng mà, Trần Thanh Đế là luyện đan đại tông sư, há có thể nhìn ở trong mắt. Ngươi ngưu bức, ngươi lợi hại, ngươi có thể luyện chế ra đan dược, tiên đan sao? Không có ý tứ, ca ca ta là thành công luyện chế tiên đan, mới bị đan kiếp tiêu diệt, xuyên việt đến địa cầu. Bất kể nói thế nào, thiên phú của Trần Thanh Đế ở phương diện luyện đan, luyện khí, luyện phù, bày trận, vẫn luôn là hắn lấy làm kêu ngạo. Hôm nay, Mã Quan Thiên là Thái Sơn bắt đầu của Trung Y giới trên địa cầu này, lại muốn thu Trần Đại Thiếu làm đệ tử, Trần Thanh Đế có thể đáp ứng mới là lạ. Thiên tài, đều có được kiêu ngạo của mình. Đương nhiên, đây không phải nói Mã Quan Thiên không đủ ngưu bức, cũng không phải Trần Thanh Đế xem thường Mã Quan Thiên, thật sự là bọn hắn không phải một cấp bậc, không phải cùng một giới. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 60 ngươi là vợ của ta hay là bạn gái của ta một bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com mã quan thiên là nhân vật thuộc loại trâu bò của trung y giới trên địa cầu có thể đếm được trên đầu ngón tay trần thanh đế càng là toàn năng yêu nghiệt của tu chân giới mỗi người là tồn tại không ai dám đắc tội khát vọng nịnh nọt nếu như có một ngày có người muốn thu mã quan thiên làm đồ đệ dạy mã quan thiên y thuật trung y mã quan thiên há có thể đáp ứng cho dù y thuật của người kia so với mã quan thiên hắn còn muốn trâu bò ngưu bức hơn mã quan thiên cũng sẽ không đồng ý cái này là đạo lý giống nhau hơn nữa chỉ luận y thuật mã quan thiên ngay cả tư cách sách dạy cho trần thanh đế cũng không có sinh sắp chết bạch cốt nát như tương trần thanh đế có thể cứu sống mã quan thiên làm được sao luyện chế đan dược tiên đan trần thanh đế có thể làm được mã quan thiên hắn làm được sao thanh đế ngươi không cần nghĩ thoáng một phát sao không cần vội vàng quyết định trở về hảo hảo cân nhắc thoáng một phát như thế nào mã quan thiên như thế nào cũng thật không ngờ trần thanh đế vậy mà cự tuyệt còn cự tuyệt dứt khoát như thế không mang theo chút do dự nào mã quan thiên thu đệ tử đổi lại ai khác mà không dốc sức liều mạng kêu cha gọi mẹ dồn hết sức lực điên cuồng xông lên trần thanh đế ngược lại tốt một câu đối với trung y không có hứng thú cự tuyệt ngươi đối với Trung Y không có hứng thú gì. Con mẹ nó, ngươi có được thiên phú tốt như vậy, vậy mà đối với Trung Y không có hứng thú. Vậy trước kia sao ngươi còn dùng Trung Y chữa đồ chơi của mình? Mẹ nó, thứ đó chết thì để cho nó chết đi, đem thiên phú của ngươi bày ra làm gì? Như vậy làm tâm của Mã Quan Thiên ngứa ngáy, muốn nhận ngươi làm đệ tử, ngươi lại nói không có hứng thú. Dựa vào, dựa vào, kháo. Không nên chơi người như vậy. Điều này có thể trách Trần Thanh Đế sao? Ai bảo thể cốt Trần Đại Thiếu kém như vậy, yếu ớt như cộng bún? Hơn nữa, trên địa cầu lại không có linh thảo, Trần Thanh Đế đương nhiên phải lấy tắm trong gạo, dùng một ít thuốc đông y điều trị thể cốt. Hơn nữa, Trần Thanh Đế còn cần tu luyện một lần nữa, ở địa cầu này linh khí cực kỳ khuyết thiếu, muốn tăng tu vi lên, lợi dụng thảo dược cũng là phương pháp xử lý không có cách nào. Có linh thảo luyện chế đang dược, ai không có việc gì tìm ngược đãi uống mấy thứ thuốc đông y đắng đến muốn nhổ ra chứ. Mã hiệu trưởng, thành đế thực cảm ơn hảo ý của ngài, nói thật, ta đối với trung y thật sự là không có hứng thú. Trần thành đế nghĩ nghĩ nói. Như vậy đi, mã hiệu trưởng, nếu như ngày nào đó ta đối với trung y có hứng thú, có chỗ nào không rõ sẽ tìm ngài, như thế nào? Cái này. Vậy được rồi. Mã quan thiên hít sâu một hơi, vẻ mặt thất vọng cùng tiếc nuối nói. Như thế nói đến, ngươi cũng sẽ không báo danh trung y hệ chuyên nghiệp rồi. Ân. Trần Thanh Đế nhẹ gật đầu. Nhà, đã nói đối với trung y không có hứng thú, còn báo danh trung y hệ cộng lông, chẳng lẽ có bệnh hay sao? Trần Thanh Đế, ngươi. Mã tình tình nghe được Trần Thanh Đế lần nữa cự tuyệt gia gia của mình, rốt cục nhìn không được. Cho dù ngươi tạm thời đối với trung y không có hứng thú, không muốn trở thành đệ tử của ông nội ta vậy ngươi báo trung y hệ cũng không có gì vì sao không báo mã đại tiểu thư ngươi là cháu gái của mã hiệu trưởng phối dược cũng không tệ lắm là trung y hệ a à. nhìn thấy mã tình tình gật đầu lông mày trần thành đế nhíu lại cười hắc hắc nói ngươi khẩn trương như vậy muốn ta báo danh trung y hệ như vậy ngươi ngươi không phải là có ý với ta chứ ngươi vô sĩ ai có ý với ngươi? Mã tình tình mặt ngọc đỏ lên, nói ra. Trần Thanh Đế, ta vốn cho rằng đồn đãi có sai, không nghĩ tới. Không nghĩ tới ngươi vô sĩ như vậy, vậy mà. Vậy mà ở trước mặt gia gia ta đùa dẫn ta. Bề ngoài hình như bất kể là Trung Y hay là Tây Y, nữ nhân đều rất lớn mật. Ách! Ngươi cái này là ý nói, thời điểm mã hiệu trưởng không có mặt, có thể đùa dẫn ngươi rồi. Trần Thanh Đế nhíu mày, vẻ mặt dâm đãng nói. Ngươi! Mã tình tình nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Trần Thanh Đế, vẻ mặt ủy khuất. Ai nói? Ai nói thời điểm ông nội của ta không có mặt, ngươi có thể đùa dẫn ta? Mã hiệu trưởng, hảo ý của ngài ta thật sự tâm lĩnh, ngài cứ làm việc đi, ta sẽ không quấy rầy. Nói xong, Trần Thanh Đế lựa chọn quay người ly khai. Nếu như là đã cự tuyệt, vậy thì không cần phải tiếp tục dây dưa. Trần Thanh Đế, ngươi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Trần Thanh Đế vừa mở cửa, chuẩn bị đóng cửa, Mã Tình Tình rốt cục nhìn không được giận dữ hét. Mã Đại Tiểu Thư, ngươi không nên gấp gáp, chờ thời điểm gia gia của ngươi không có mặt, chúng ta mới hảo hảo giao lưu trao đổi. Trần Thanh Đế vứt bỏ một câu, liền đóng cửa lại, làm cho Mã Tình Tình tức đến dậm chân. Gia gia, Trần Thanh Đế hắn khi dễ cháu như thế, ông ông dĩ nhiên làm như không thấy, da da. Mã tình tình ông cánh tay mã quan thiên, không ngừng lay động, làm nũng. Tốt rồi, tốt rồi, lão già khọm như ông đều bị cháu lay mệt trả rời rồi. Mã quan thiên vi hơi nhíu mày, nói ra. Trần Thanh Đế là ngụy trang, là cố ý như vậy. Ngụy trang cái gì? Cố ý cái gì? Mã tình tình đình chỉ lay động, trong lòng khẽ động, một bộ bừng tỉnh đại ngộ, nói ra gia gia cháu đã biết hắn nhất định là cố ý cự tuyệt nói không có hứng thú với trung y nâng giá bản thân mình bất quá không có cái tất yếu này a à, chỉ cần hắn trở thành đệ tử của gia gia ai không hâm mộ ghen ghét chứ tinh nhi cháu nghĩ đi nơi nào vậy ý của ta là nói đứa nhỏ thanh đế này đùa dẫn cháu là cố ý đấy bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video